bò rít leo hai van dành cho hải máy của S110 mới về thêm được vài chục cái nữa nha anh em. Làm tượng trưng bỏ ít cho anh em xem ha. Đó, mới về thêm. Hàng chính hãng rít leo. Đầu bò quay S110, đời xài cam một lỗ. Số bóc 22-27. Vỏ đầu này phù hợp với cấu hình máy từ trái 53 zin zin trở lên nha anh em. Đây, đầu số bóc lớn. Hàng chính hãng rít leo. Thịnh gò ấp. Đầu này là đang làm cái form đế co xăng là của FI. Anh em về có thể sử dụng cho xăng cơ thì mình khoan lỗ lại co xăng của xăng cơ ha. Đó, đầu này là nó có làm sẵn một cái lỗ cảm biến oxy dành cho dòng xe FI luôn. Anh em xăng cơ không xài thì mình bít lại. Giá rất là ok luôn nha anh em. Đầu rít leo dành cho S110, cam một lỗ, 750 một cái. Miễn phí cho hàng toàn quốc cho anh em luôn. Đó, hàng chính hãng rít leo ha, hai van. Thấy đầu này mình về rít leo ha, mình bán hàng rít leo, hàng của rít leo S110 hai van. Giá quá tốt luôn nha anh em. 2 triệu, giá quá tốt luôn là 750.000 một cái và miễn phí giao hàng toàn quốc cho anh em, bao gồm vỏ đầu và hai cây xúc bắp ha. Anh em mà muốn mua thêm cam độ, lò xo đầu độ hoặc là nòng 53, 56 gì bên mình vẫn có bán luôn. Nhưng mà clip chính của mình hôm nay là mình bán cho anh em và cái vỏ đầu của rít leo hai van dành cho hải máy S110. 750 cái, miễn phí giao hàng toàn quốc cho anh em luôn.